Xin kính chào bà con. Để làm nên được một tấm lưới thì không thể thiếu được những cái quả phao như thế này. Thì hôm nay giới thiệu với bà con đây là dòng phao nhựa. Phao nhựa của nó là chất liệu của nó là hàng PA, hàng nguyên sinh loại 1. Thì ở đây nó có rất nhiều màu sắc đa dạng cho bà con lựa chọn. Dòng phao này nó có rất nhiều kích thước, kích cỡ. Đó là cái chiều dài của mỗi quả phao ở đây. Nó có từ 2 phân đổ lên. 2 phân, 3 phân, 4 phân, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 10 phân. Thì những cái kích thước phao ở đây nó rất là đa dạng về màu sắc cho bà con. Thì để làm nên một tấm lưới thì nó phụ thuộc vào cái chiều cao của lưới này, phụ thuộc vào độ nổi của lưới hoặc là đánh chìm đánh nổi như thế nào, thì ứng dụng vào từng cái quả phao một. Nếu như bà con mà có cái nhu cầu mà một số lượng lớn tất cả những cái dòng phao như đang ở trên màn hình bà con đang xem, thì liên hệ ngay với Adolf sẽ cung cấp cho bà con cái số lượng phao cho bà con. Thì phao này nó làm đa dạng lắm bà con ạ. Dùng để làm lưới đánh cá này, ngoài biển này, lưới đánh cá nước ngọt này, dùng làm lưới kéo cá này. Đấy. Thì ở đây mỗi một thông số trên mỗi quả phao như thế này thì ở đầu có đánh dấu cái chiều dài của cái phao và cái chiều rộng của quả phao. Còn đâu ví dụ như bà con mà đánh cái dòng lưới biển mà cái độ sâu cao từ 4 đến 5 mét thì bà con dùng những quả phao cái chiều dài của nó tầm 10 phân. Còn đây là cái phao quả phao dạng phao bầu dục như thế này thì thường thường làm những cái quả phao nó nhỏ thì đánh những cái tấm lưới nó vừa phải, chiều cao nó vừa phải. Về độ nổi thì bà con không phải nghĩ rồi, độ nổi rất là cao bà con ạ, độ nổi rất là cao. Thì bà con xem hết cái video này, bà con cảm thấy áp dụng, ứng dụng vào được những sản phẩm lưới của bà con như thế nào thì liên hệ với Adolf sẽ có cái sản phẩm cung cấp đến cho bà con.